Chào mọi người, mình là Phạm Hữu Dư, mình đến từ việcdesigner.net. Hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái kinh nghiệm khi mà nuôi gà. Tại vì thường nuôi gà các bạn sẽ rất là đau đầu vì nó bay lung tung hết. Nhiều lúc mình giăng cái lưới mà, đây các bạn xem nè, giăng lên mít rưỡi không xi nhê gì, thậm chí 2 mét nó vẫn bay được. Tức là nó cứ, nhiều lúc mình muốn cho nó một khuôn khổ nào đó mà nó cứ bay riết á. Nhức đầu quá nên sẽ cắt cánh á. Thì cắt cánh là cái cách mà sẽ giúp cho nó khỏi bay lung tung nữa. Nó chỉ nằm một chỗ, nó chỉ đi vòng, nói chung là nó vẫn có khả năng nhảy được. Đó. Đây các bạn xem nè. Các bạn khi mà các bạn cắt cánh á, các bạn để ý là đây mình người cắt con này nè. Các bạn xem nè, mình cắt một bên cánh của nó. Thì chỉ cần cắt một bên cánh thôi thì nó sẽ không bay được, tại vì nó sẽ bị mất thăng bằng. Đây thường cái cánh nó sẽ bay, nó sẽ phạt hai bên, là nhưng mà một bên cánh nó bị cắt như thế này nè thì nó sẽ mất thăng bằng và nó sẽ không bay được. Thì nó chỉ có nhảy sơ sơ thôi à, nhảy nói chung là nhảy được thôi chứ không có bay cao được. Thì các bạn cũng có thể cắt hai bên cũng được, nhưng mà mình cắt một bên thôi. Đây các bạn xem nè, đó cắt như nè. Thì các bạn cắt các bạn sẽ để ý là dở cánh lên, thấy không, dở cánh lên thì các bạn sẽ thấy cái phần lông cứng của nó nè. Đó, lông cứng nè, các bạn sẽ cắt hết luôn, cắt ngang qua bên luôn. Thì cắt để chú ý là cắt sao mà đừng có để phạm vào cái phần da thịt của nó được rồi. Đó, các bạn cắt đây nè, các bạn cắt nguyên một cái đường này nè, đó nguyên đường luôn, thậm chí cắt luôn này luôn nè, cắt ngang ra luôn. Đó, là nó sẽ mất thăng bằng, nó sẽ không bay được. Thì cái này là nghe nói là khoảng chừng 3-4 tháng nó sẽ thay lông hay gì đó. Đó, thì thay lông thì không biết, nhưng mà nói chung là trong cái thời gian mà nó chưa thay lông á thì nó sẽ không bay được. Đó, các bạn xem nè, mình cắt ngang ra như thế này. Đó, cắt ngang bên thôi, thích cắt hai bên cũng được. Thì có một số lưu ý khi mà các bạn cắt cái cánh gà thì các bạn nên lựa cắt vào ban ngày, tại vì ban ngày cắt thì nó còn biết định hướng để mà nó lên chỗ ngủ. Ví dụ như đây đó, mình vừa cắt và mình thả nó vào chuồng rồi nè các bạn, thì nó sẽ biết, lấy nữa nó sẽ biết là nó sẽ leo lên cái chỗ mà mình cho nó ngủ đó. Chứ ban đêm mình cắt thì nhiều lúc nó không có thấy đường nữa, nó không nhìn định hướng được nằm ngủ đâu, thì cũng tội cho nó. Với lại thêm một cái lưu ý là người ta, nhiều người thấy kêu mình là nên cắt lông tơ thôi, tức là cái phần, nhưng mình thấy là lông tơ ít quá, chủ yếu lông cứng không mà, nên nhiều khi lúc mình sợ là cắt lông tơ này vẫn bay được thì mình cắt luôn lông cứng luôn. Lý do mà tại sao người ta kêu ít không nên cắt lông cứng là tại vì sợ là thứ nhất là mất thẩm mỹ, thứ hai á là có thể là không, cái cánh của nó sẽ không có còn để mà giữ ấm cho cơ thể. Tức là nhiều lúc nó ngủ á, nó cái cánh của nó bao trùm cơ thể lại á, thì giữ ấm cho nó thì mất một bên cánh hay là mất hai bên cánh thì nó sẽ làm giảm khả năng mà giữ ấm của nó, thì cũng dễ khiến cho con gà nó chết. Thì cái này thì mình cũng không biết, thì các bạn nào biết thì chia sẻ thêm nha. Đó. Và đặc biệt là cái chiêu mà cắt cánh này á thì không áp dụng cho gà trống được, vì gà trống nó đẹp như thế này mà các bạn cắt nó đi á thì sao mà nhìn còn ra gì nữa. Đó, thì chủ yếu cắt gà mái thôi, gà trống thì không cắt. Rồi vậy thôi. Thì clip chia sẻ về cái kinh nghiệm cắt cánh gà để mà tránh nó bay ra khỏi chuồng á thì đơn giản vậy thôi. Thì anh chị nào mà có cái kinh nghiệm hơn thì chia sẻ thêm nha. Thì mình biết, mình cũng nhờ người ta hướng dẫn thôi, thì mình thực hành rồi mình sẵn mình quay clip lại mình chia sẻ đó. Rồi vậy thì anh chị đã có góp ý cho mình đó, rồi ủng hộ mình nha, nhớ subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi thêm các video về nhà vườn. Rồi chào mọi người. Các bạn ơi, mình đang trong quá trình xây dựng nên một cái ngôi nhà vườn lý tưởng nhất có thể. Chính vì vậy, trong quá trình này mình sẽ thu thập và tổng hợp lại những kiến thức mà mình học hỏi được để up trên kênh YouTube này.
Chính vì vậy những bạn nào mà đang quan tâm á, thì có thể đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình bằng cách là vào cái địa chỉ này youtube.com/bhddesigner, hoặc là các bạn tìm kiếm tên của mình trên khung tìm kiếm là Phạm Hữu Dư để mà click đăng ký subscribe đây, đăng ký subscribe theo dõi những cái video của mình trên YouTube mà mình upload mỗi ngày. Và các bạn có thể ấn thêm vào cái nút cái hình chuông này để mà có thể nhận được thông báo dễ dàng hơn. Rồi, ok. Và tiếp theo, nếu như các bạn cũng có sử dụng Facebook thì các bạn có thể like cái fanpage của mình là Nhà Cụ Dư đó, để mà theo dõi tin tức dễ hơn, và có thể tham gia group yêu nhà vườn để mà cùng nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Và các bạn cũng có thể kết bạn với mình ở Facebook cá nhân là Phạm Hữu Dư, đây link đây. Thì những cái link Facebook và link YouTube thì mình sẽ để ở mô tả video, ở mỗi video các bạn hãy dễ dàng click vào và để giao lưu với mình. Rồi, ok, cảm ơn các bạn ha.